Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa vì chúng ta có những đứa con. Tôi rất là ước ao cho các con chúng ta được thành công. Mỗi lần nhìn thấy Martin, đại biểu quốc hội 29 tuổi, đảng CDU vừa rồi, tôi mỗi lần khi nhìn thấy những thanh niên ở trong hội thánh này, tôi bảo xin Chúa Ngài ban phước cho những thanh niên, những thiếu niên trong hội thánh này. Ai biết được sau 10 năm nữa, ai biết được sau 20 năm nữa chúng nó sẽ là ai. Hỡi các con đang ngồi trong hội thánh, nếu các con đang học đại học, hãy học cho tới cùng và lấy được bằng, đừng học và bỏ dở. Hỡi những thiếu niên, hãy học thật là giỏi. Hãy học thật là giỏi. Chúa sử dụng các con. Đừng sợ học giỏi là mất đức tin. Chúa ban cho khả năng học giỏi mà không chịu học đó thì dễ mất đức tin. Còn nếu như mà các con học hết sức của mình, đọc hết sức của mình, trả giá hết sức của mình, thì các con sẽ gặt lại bông trái sau này. Thành ra tôi vô cùng động viên những con cái Chúa, đặc biệt những bậc phụ huynh, hãy tạo điều kiện cho con của mình học. Hãy giúp cho nó học, hãy có kỷ luật và hãy quan tâm tới các con của chúng ta. Bởi vì bố mẹ sẽ ảnh hưởng tới tính cách của con mình 99%. Chúng ta sẽ gieo vào các con chúng ta những tính cách mà chúng ta có. Bởi vậy cho nên hãy bắt đầu từ mỗi chúng ta thay đổi. Amen. Amen. Hallelujah. Anh chị em có vui vì có những con người ngồi bên cạnh anh chị em không? Tôi cảm ơn Chúa vì vẫn có ông bà Bảy Hạnh từ Guben. 180 cây hay 100 bao nhiêu cây? 170 cây vẫn đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi nói ông Vượng rồi, cần phải đến thăm viếng gia đình này. Xin Chúa cho công việc Chúa tại khu vực này được phát triển. Có nhiều người tại HL, nhiều người tại khu thèn họ tới nhóm. Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. Chúng ta khi cùng hiệp tâm làm việc chung với nhau cùng một khải tượng, chắc chắn chúng ta sẽ làm nhiều việc lớn. Amen. Amen. Anh chị có tin không? Tin sức mạnh khi chúng ta hiệp nhất lại với nhau không? Muốn làm thí dụ không? Muốn làm thí dụ không? Ok, chúng ta làm một thí dụ nhá. Nào, hãy cầm tay như vậy nào. Để một ngón thôi nhá. Chúng ta cùng nhau vỗ vào nhau. Vỗ mạnh chút. Không nghe gì đúng không? Vỗ mạnh hơn à? Chẳng nghe thấy gì. Hai ngón. Cái này giống như là mấy cái hạt mưa lộp bộp thôi. Không to lắm đúng không? Ba ngón nào. To hơn này. Bốn ngón này. Nghe thấy không? Bây giờ cả bàn này. Ok, bây giờ dừng lại. Một ngón trước này. Cùng lắng nghe này. Không có gì đúng không? Hai ngón. Nghe thấy bạch 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 bạch. Ba ngón. To hơn chút nữa. Bốn ngón mạnh hơn. Và bây giờ tất cả cùng vỗ tay nào. Ok. Và bây giờ không những vỗ tay loạn xạ như vậy mà cùng nhau vỗ theo cùng theo tôi nhé. Tôi đập vào, anh chị em cùng đập này. Amen. Nhá. Yeah. Cái đó là khi chúng ta hiệp tâm lại với nhau. Khi chúng ta cùng làm việc, cùng một chiến thuật, cùng một chiến lược. Ngày hôm nay là ngày mà cả Việt Nam họ tiến đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình. Đứa con của Quảng Bình trở về với đất mẹ của mình. Người ta nói rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những con người khá là đặc biệt. Ông được phong chức Đại tướng khi mà ở trong tay của mình chỉ có 34 người. Có nghĩa là một vị Đại tướng mà không có quân. Được phong lên rồi sau đó phải xây dựng từ không thành đội quân sau này. Một người lịch sử, về thầy giáo lịch sử Trường Bưởi đã trở thành Đại tướng. Những cái nỗi buồn của người Việt Nam mà đặc biệt đội bóng U19 vừa rồi sau khi đánh bại được đội đối thủ đã về 11 giờ đêm đến nhà để tiễn đưa Võ Nguyên Giáp, quỳ gối xuống nói cho chúng tôi vào bằng được để đưa tiễn. Cái đó cho chúng ta nhìn thấy nỗi buồn của biết bao nhiêu con người Việt Nam. Nhưng bạn và tôi và ngay cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp đó cũng có một vị tướng khác mạnh hơn. Tôi được biết ông được nghe những bài giảng về tin lành. Tôi có những người bạn đã tới bên ông để mang tới cho ông những cái tài liệu để ông được đọc. Tôi và bạn không biết chính xác
ông tiếp nhận Chúa hay không. Cái đó chỉ có Chúa biết thôi. Nhưng có một vị đại tướng khác, mà vị đại tướng đó, ngay cả Tổng thống Barack Obama, khi mà nhìn thấy những đứa trẻ trong trường phổ thông bị bắn chết, ông ta đã phải lên vô tuyến truyền hình và nói rằng: lạy Chúa, hãy giúp đỡ chúng con. Chúa đó là ai? Nữ thủ tướng mà được gọi là người quyền lực mạnh nhất tại Âu Châu bây giờ, tại Đức. Bà là con của một vị mục sư. Và rất nhiều người đặt câu hỏi: tại sao bà lại có nhiều sự may mắn như vậy? Câu trả lời: bởi vì bà có một vị đại tướng khác đã hướng dẫn bà. Tôi đã từng bị mafia Nga truy lùng đến sát cửa, nhưng có một vị đại tướng đã đứng bên cạnh tôi lúc bấy giờ để bảo vệ mạng sống tôi đến ngày hôm nay. Còn vì tại đại tướng đó mà Barack Obama phải kêu cầu. Vì đại tướng đó không bao giờ chết. Ngài đã từng chết cái đây 2000 năm vì tội của tôi và tội của bạn. Nhưng sau 3 ngày, vị đại tướng đó đã sống lại từ cõi chết. Và Ngài sống cho tới bây giờ để tiếp tục làm công việc trên đời sống của tôi và bạn. Một người chị em trong hội thánh chúng ta đi soi. Và cái đây mấy tháng trước đến khóc lóc cùng với tôi và nói cùng với vợ chồng tôi rằng có những khối u ở trong bụng dưới của chị. Và hội thánh đã cầu nguyện cho chị. Và cảm ơn Chúa, tuần vừa rồi chị kiểm tra, bác sĩ nói rất là ngạc nhiên, những cái cục u đó càng ngày càng teo đi, càng nhỏ dần đi. Bạn ơi, bởi vì con người đó, trong đó có tôi và bạn, có một vị đại tướng. Vị đại tướng đó có tên là Giê-xu. Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ. Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ. Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài sống lại. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng ta, cho nên chúng ta có mặt tại đây. Và khi hội thánh chúng ta đông người thì chúng ta càng cần phải học cái cách làm việc với nhau thật là nguyên tắc. Amen. Học, vừa rồi anh chị em vỗ tay, lộn xộn, nó không có một sự hiệp nhất. Nhưng khi bắt đầu bởi sự hướng dẫn, cùng vỗ theo tôi này, và tất cả cùng vỗ, nó có một cái kiểu khác. Khi mà anh chị em vỗ cùng nhịp như vậy, tự nhiên lòng cảm thấy nó rộn ràng. Lòng cảm thấy có gì nó cảm thấy hứng khởi khi mà vỗ tay cùng nhịp. Điều đó cho bạn nhìn thấy sức mạnh không những chỉ trong sự hiệp một, mà sức mạnh trong sự hiệp một có tổ chức. Sức mạnh trong sự hiệp một có chiến lược và có chiến thuật. Người ta đang khủng khiếp về sức mạnh của Bayern, đội bóng Bayern. Trước đây mấy tháng trước đã rất là lộn xộn vì họ chưa quen chiến thuật mới của huấn luyện viên mới. Nhưng khi họ càng ngày càng quen dần thì bắt đầu sức công phá rất là mạnh. Bạn ơi, làm bất cứ một việc gì phải có một mục tiêu. Khi có mục tiêu rồi, bạn có chiến lược để chiếm mục tiêu đó. Khi có chiến lược rồi, bạn phải xác định được cái giá trị bất biến trong con đường từ đây tới đó. Bạn không được thay đổi. Bạn có thể phải thay đổi đôi giày, nhưng chân của bạn không thể thay đổi được. Mọi người hiểu không ạ? À? Khi chân lớn lên, giày phải thay đổi, nhưng bạn không thể giữ giày vào gọt chân. Bạn phải hiểu cái gì cần phải giữ và cái gì cần phải được thay đổi. Hãy tìm kiếm trong công ty của bạn, tìm kiếm trong hướng đi của bạn giá trị bất biến, không thay đổi. Điều thứ tư, hãy học cách xây dựng mối quan hệ những người cùng làm việc, từ giám đốc tới công nhân, từ người cùng làm việc, hãy xây dựng mối quan hệ. Bởi vì hiểu nhau mới làm việc được thông thạo. Người Việt Nam nói một câu rằng: khi không thông, cái bông cũng nặng. Khi lòng không thông, cục bông cũng nặng. Bởi vậy cho nên anh chị em, hãy thông mối quan hệ với nhau. Hãy học cách tin cậy vào nhau. Và điều thứ năm, hãy lập ra những chiến thuật, chiến lược, từ chiến lược trong quân sự khác với chiến thuật trong quân sự. Chiến lược là cả một chiến dịch thật là lớn, còn chiến thuật là những mặt trận nhỏ để thắng được chiến dịch. Bởi vậy cho nên phải có những chiến thuật nhỏ. Cần phải đạt cái gì ở trước mắt, lấy ngắn cắn dài. Bởi vậy cho nên anh chị em, không phải chỉ đơn giản nhìn thấy mục tiêu là xong, không phải có hô khẩu hiệu đạt được điều đó là xong. Bạn phải từng bước cụ thể hóa từng ngày một. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì có bạn ngồi tại đây. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài có liên quan tới sự sức giàu, và nó có tên là báp têm Đức Thánh Linh. Sự sức giàu và báp têm Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu là quà tặng
cho thế gian, hay là đấng được ban cho thế gian. Còn Đức Thánh Linh là đấng được ban cho hội thánh. Hãy cùng tôi giờ hai câu Kinh Thánh, sách Giăng 3 đoạn 16, đoạn 3 câu 16. Chúng ta cùng nhau nhìn vào trên màn hình. Lời Chúa nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được hưởng sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban con một. Như vậy có nghĩa là Chúa Giêsu được ban cho thế gian này. Trong đồng xuân, tôi và bạn được nghe về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xuống trần gian để chết thay tội cho thế gian, mà tôi và bạn đã từng ở trong cái gọi là gian như thế. Thế gian là gian như thế, và Chúa yêu những kẻ lừa đảo, Chúa yêu những kẻ xấu xa như tôi và bạn. Và khi một mafia được nghe về Chúa Giêsu thì hắn đã được thay đổi cuộc đời của mình. Chúa Giêsu là đấng được ban cho thế gian này. Câu Kinh Thánh thứ hai, sách Giăng đoạn 14 câu 16 17. Chúa Giêsu đang nói về một đấng là đấng an ủi, là Đức Thánh Linh. Lời Chúa nói rằng: ta sẽ lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được. Thế gian có thể nhận lãnh Chúa Giêsu. Thế gian có thể tiếp nhận Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình. Còn đấng an ủi này, Đức Thánh Linh này, thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy Ngài và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi là hội thánh của ta, các ngươi là những con người đã tiếp nhận Chúa Giêsu thì biết Ngài, vì Ngài sẽ ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi nữa. Bởi vậy cho nên có hai điều mà bạn cần phải hiểu. Chúa Giêsu được ban cho thế gian, và khi người đó tiếp nhận Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình rồi thì bạn sẽ nhận biết Chúa Thánh Linh thật là rõ ràng. Thế gian không nhận được Chúa Thánh Linh. Thế gian nhận Chúa Giêsu. Hãy đi giảng Chúa Giêsu cho những người ở ngoài căn phòng này. Hãy nói cho họ biết về tình yêu của Giêsu để cho họ được tin. Còn hội thánh, Đức Chúa Trời ban cho đấng yên ủi, Đức Thánh Linh, và Ngài muốn trang bị cho chúng ta mạnh mẽ hơn nữa. Câu Kinh Thánh thứ ba, sách Giăng đoạn Tin Lành Giăng 1 nói về Chúa Giêsu là đấng như thế nào. Có hai giai đoạn, hai công việc đặc biệt mà Chúa Giêsu làm. Qua ngày sáu, Giăng Baptist thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đây là mục tiêu đầu tiên Chúa xuống trần gian. Chúa xuống để cất tội của chúng ta. Chúa Giêsu xuống chết thay tội cho chúng ta. Chúa Giêsu xuống chuộc tội cho chúng ta. Amen. Giăng nói: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Như vậy, Chúa Giêsu được ban cho thế gian để chuộc tội, để giải phóng. Tiếp theo, sau đó Giăng tiếp nói rằng: về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Câu cuối cùng đó là Chúa Giêsu là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Có hai nhiệm vụ rất là quan trọng Chúa Giêsu sẽ làm. Một, đó là Ngài xuống để chuộc tội cho thế gian. Hai, là Ngài làm báp têm Thánh Linh cho hội thánh Ngài. Mọi người hiểu không ạ? Một là Chúa chết thay tội. Chúa được ban cho thế gian này. Giêsu được ban cho thế gian này để mỗi một chúng ta đã từng ở trong thế gian nhận được danh Chúa Giêsu để được cứu. Nhưng khi hội thánh của Chúa được thành lập thì Chúa báp têm Thánh Linh. Tuy nhiên bạn sẽ hiểu rõ thế nào là báp têm trong Đức Thánh Linh. Tôi là một sinh viên học trường mỏ Moscow. Và khi tôi nhìn thấy, tôi nghe thấy trong hội thánh ngũ tuần tại Ukraine, những đứa trẻ 7 tuổi, 10 tuổi, 8 tuổi cầu nguyện một ngôn ngữ vô cùng là kỳ lạ. Tôi đặt câu hỏi: tại sao chúng mày lại nói được rõ ràng như vậy? Và chúng nó trả lời rằng đó là ngôn ngữ từ trời. Tôi: ồ, làm gì có chuyện đó nhỉ? Và cảm ơn Chúa, ít tháng sau, chính con người ngạc nhiên đó đã nhận được báp têm Đức Thánh Linh. Mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về điều đó. Hallelujah. Báp têm Đức Thánh Linh, hãy nhắc lại cùng tôi: báp têm Đức Thánh Linh. Công vụ đoạn 2, câu 38-39. Phê-rơ nói:
Phê-rơ trả lời rằng hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì từ báp têm Đức Thánh Linh. Xin lỗi, trên kia âm thanh có nghe rõ không? Ok. Cảm ơn Chúa. Bây giờ xin anh chị em hãy để ý lên đây một cái thí dụ. Báp têm có nghĩa là gì? Từ Hy Lạp báp têm khó mà dịch ra được tiếng Việt hoặc là tiếng tiếng Nga, tiếng Anh một cách cụ thể. Bởi vậy cho nên người ta bẻ luôn cái từ báp têm vào trong nguyên bản. Bởi vậy cho nên có từ báp têm. Báp têm dịch ra có nghĩa là gì? Báp têm là được đầy và được chìm. Vừa đầy và lại vừa chìm. Nếu cốc này nó gọi là báp têm trong nước thì có nghĩa là nó được đầy nước và được chìm ở trong nước. Cái đó gọi là báp têm. Mọi người hiểu không ạ? Báp têm có nghĩa là đầy và chìm. Anh chị có thể nhìn không rõ lắm. Đây là bình thủy tinh này. Cái này gọi là chìm ở trong nước. Anh Cần hay là ai đó thăng lên giúp hộ. Mở cái bình nước ở phía dưới này đổ vào cho nó thêm nước vào đây. Có thể camera quay rõ hơn. Ok, dừng lại. Con đứng sang bên để cho camera nhìn thấy rõ. Ok, mọi người nhìn này. Cái này là cái cốc thủy tinh. Nó cùng chất với cái cốc với cái bình thủy tinh này. Tôi ấn cái này úp xuống này. Úp xuống ngập ở trong nước. Nhưng mà cái này không gọi là báp têm. Mặc dù nó chìm ở trong nước, nhưng nó không phải là báp têm. Bởi vì ở bên trong nó không có gì. Bên trong nó có không khí. Và nếu như bạn lại gần thì bạn vẫn nhìn thấy hình của cái cốc ở trong cái chậu thau nước này. Nó không phải là báp têm. Báp têm như thế này cũng không phải là báp têm này. Nếu bạn đổ nước thật đầy trên nó cũng không phải là báp têm. Báp têm có nghĩa là chứa đầy nước, đầy ứ lên miệng. Đây cũng không phải là báp têm, mặc dù nó đầy nước. Báp têm có nghĩa là thế nào? Báp têm có nghĩa là đầy nước ở bên trong, Chúa tiếp tục rót vào. Đầy nước và ngập luôn ở trong nước, mọi người hiểu không ạ? Ok, khi mà đổ đầy nước như vậy rồi, nếu như màn hình quay rõ thì bạn sẽ không còn tìm thấy cái cốc thủy tinh ở trong cái bình thủy tinh này nữa. Bởi vì nó đã ngập toàn bộ ở trong nước và nước đã đầy ở trong nó rồi. Xin nhắc lại này, khi cốc này được ngập toàn bộ ở trong nước, đầy nước ở bên trong, thì bạn không còn nhìn thấy cốc, bạn không còn nhìn thấy cốc thủy tinh này ở đây nữa, không sao đâu. Bạn không còn tìm thấy nó ở trong cái bình nước đó nữa. Chúa muốn nói với bạn rằng, khi con được đầy Đức Thánh Linh và được ngập ở trong Đức Thánh Linh, thì ma quỷ không còn tìm thấy con nữa. Thế nào là báp têm? Trong Đức Thánh Linh nó là như vậy đó. Báp têm có nghĩa là đầy. Báp têm Đức Thánh Linh có nghĩa là đầy Đức Thánh Linh và ngập ở trong Đức Thánh Linh. Và khi được đầy Đức Thánh Linh và khi ngập ở trong Đức Thánh Linh thì bạn tan biến ở với Ngài mà không còn tìm thấy bạn ở đâu nữa. Ma quỷ hay là kẻ thù của bạn và của tôi không còn tìm thấy bạn nữa. Và khi nó muốn tấn công bạn, nó phải tấn công Đức Chúa Trời trước. Và làm sao mà tấn công được Ngài mà thắng được? Thế ra khi chúng ta báp têm trong Đức Thánh Linh, bạn và tôi được an toàn. Amen. Thi Thiên 91 câu 1 câu 2. Đây là câu Kinh Thánh thêm. Cảm ơn Chúa vì có những thiếu niên, những thanh niên tham gia vào công việc ngày Chủ Nhật. Hallelujah. Tôi động viên tất cả những bậc phụ huynh, hãy cho phép con mình, hãy động viên con mình làm việc vì người khác. Người ta phát hiện ra phần lớn những đứa trẻ mà được thành công sau này lại là những đứa trẻ đã từng sống vì người khác nhiều. Những đứa trẻ sống mà ích kỷ, chỉ lo cho bản thân đó, không thành đạt được. Bởi vì đầu óc của chúng nó luôn luôn chỉ co cụm ở chỗ tôi, tồi, tối, tội, toi thôi. Còn khi sống cho người khác, đầu chúng nó luôn luôn có những sáng kiến mới. Đầu chúng nó luôn có những cái giống như những mạch nước để mà khơi nguồn vậy. Khi nghĩ về người khác, bạn sẽ có nhiều ý tưởng mới.
Thi Thiên 91 câu 1 câu 2 lời Chúa nói rằng người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Hãy gạch chân ở trong Kinh Thánh của bạn từ kín đáo. Kín đáo này nó giống y hệt như bạn giấu mình ở trong Ngài vậy, giống y hệt như cốc thủy tinh mà được lặn ở trong bình thủy tinh đầy nước vậy. Đầu tiên Chúa lựa chọn bạn từ thế gian, Ngài làm sạch từ bên trong để bạn dường như không còn cái riêng của mình nữa. Ngài đổ đầy chính Ngài vào trong bạn và Ngài nhúng chìm bạn ở trong Ngài. Ma quỷ không còn tìm thấy bạn nữa. Và 14 câu Kinh Thánh sau của Thi Thiên này nó ứng nghiệm với hai điều kiện đầu tiên, đó là câu 1 và câu 2. Lời Chúa nói rằng chỉ khi nào bạn và tôi ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao thì bạn sẽ được bảo vệ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Bạn ơi, giống như gà mẹ xòe cánh của mình khi diều hâu lao tới cái sân mà đàn gà ở trong sân vậy, khi diều hâu rơi xuống lao xuống chuẩn bị bắt những con gà con, gà mẹ tung xòe đôi cánh ra, gà con chạy lao vào dưới cánh của gà mẹ, nó chụp cánh xuống và giương cái mào lên để bảo vệ con của mình khỏi diều hâu. Thì cũng y chang như vậy, Đức Chúa Trời khi có hoạn nạn khó khăn xảy ra với bạn, Ngài kêu gọi bạn xòe cánh của Ngài, bạn lao vào vòng tay của Chúa để Ngài ôm. Và Chúa nói rằng khi mà bạn ở trong sự ôm ấp của Ngài thì bạn sẽ ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, bạn sẽ hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Và lúc đó bạn và tôi nói rằng Ngài là nơi nương náu, là đồn lũy, là Đức Chúa Trời, là nơi tôi tin cậy. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bởi vậy cho nên hỡi anh chị em, hãy nhảy vào Ngài, hãy đầy dẫy ở trong Ngài, hãy bắp tem ở trong Ngài. Công vụ, hãy cùng tôi giờ Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn. Chúng ta cùng nhau xem họ bắp tem Đức Thánh Linh như thế nào. Đoạn 2, từ câu 1 đến câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thinh linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu ở trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Hallelujah. Khi họ cầu nguyện 10 ngày, đến ngày lễ ngũ tuần là ngày lễ thứ 50, 120 con người đang cầu nguyện ở phòng cao. Tôi đã tới căn phòng cao đó tại Jerusalem 2 lần rồi. Ở trên phòng đó, nó là tầng thứ 2, đủ rộng. Tôi đã đến nhìn cái căn phòng đó đo. Và nếu người Việt Nam mình chắc là cỡ khoảng độ 250 người nhóm được. Căn phòng rất là rộng. 120 con người này họ đã quỳ gối cầu nguyện tại nơi đó. Và Kinh Thánh chép rằng thần của Chúa đổ xuống, có những lưỡi bằng lửa đậu ở trên đầu của họ. Họ hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và từ miệng của họ phát ra một thứ tiếng khác, một thứ tiếng lạ. Mà hy vọng Chủ nhật tuần sau tôi sẽ chia sẻ tác dụng của cầu nguyện tiếng lạ đó. Tôi cách đây 20 năm trước, khi miệng của tôi phát ra thứ tiếng lạ đó, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tại sao một con người học mãi tiếng Nga mà còn chưa chuẩn, bỗng nhiên không phải học, trong một sự cầu nguyện tự nhiên miệng của tôi bật ra một thứ tiếng từ trời, gọi là thứ tiếng lạ. Và đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục cầu nguyện hàng ngày bởi thứ tiếng đó. Những người nào ngồi tại đây đã đang tiếp tục cầu nguyện cho tiếng lạ, giơ tay tôi xem nào. Hallelujah. Đây là một minh chứng cho bạn và tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng mỗi chúng ta. Amen. Quay trở lại với bắp tem Đức Thánh Linh. Dấu hiệu mà bạn nhìn thấy này, bạn được an toàn. Cái cốc này không còn nhìn thấy nó nữa. Ở trong nước, Chúa bảo vệ bạn. Chúa bảo vệ bạn. Sống trong thế giới hiện tại đang đảo điên lắm. Vừa rồi tôi có một bản tin từ bên Mỹ gửi sáng. Tổng thống Barack Obama đã ký một cái sắc lệnh cho phép sản xuất hàng triệu những cái chip điện tử bằng hạt gạo. Mà chip đó gọi là chip có dấu hiệu 666. Để tương lai họ sẽ bắn vào tay phải hoặc trán con người, không cần dùng hộ chiếu nữa.
theo như Kinh Thánh nói, thời kỳ cuối cùng người ta không còn dùng tiền nữa, mà người ta dùng một cái đơn vị thay cho tiền bạc. Và tất cả mọi người không còn dùng hộ chiếu nữa, họ sẽ dùng những cái số dấu hiệu 666 bắn vào trán hoặc bắn vào tay. Và bây giờ rất nhiều người giàu có họ khoái cái đó lắm, bởi vì con của họ khi bắn vào không ai dám bắt cóc nó nữa. Bởi vì khi bắt cóc đứa trẻ đó thì cái định vị toàn cầu phía trên sẽ tìm nó một cách rất là nhanh, biết nó nằm ở đâu. Bạn có thể đi vào sân bay không cần hộ chiếu, đi vào một cái người ta hiện hình dương cao hết bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân, công tô bao nhiêu tiền, có bao nhiêu vợ, bệnh gì. Và đi ra lấy hàng cũng không cần phải thanh toán tiền, đi ra một cái là nó trừ tiền ở ngay trong cái chip của bạn. Nhận lương nó đưa số đơn vị vào trong chip và tự động rút tiền, tự động mua bán, không có cái đó không làm ăn được. Kinh Thánh chép như vậy đó. Một năm rưỡi trước khi khủng hoảng kinh tế tại Mỹ, Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào đã công bố rằng chúng ta cần phải có một đồng tiền chung trên toàn thế giới. Không phải đồng tiền của Trung Quốc, không phải đồng đô la, không phải euro. Họ đưa ra một cái đề nghị như vậy, tất nhiên chưa có sự bàn cãi cụ thể để tránh sự mất giá của đồng tiền. Họ đang tranh cãi về vấn đề đó. Vấn đề đó sẽ dẫn tới cái điều mà Kinh Thánh đã dự báo trước. Và bởi vậy anh chị em ơi, chúng ta đang sống trong một thời kỳ đại khủng hoảng. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng của mọi sự cuối cùng. Và hãy đọc lại Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng Chúa đã dự báo trước những điều đang xảy ra. Và như vậy, càng kinh hoàng như vậy, chúng ta lại càng cần phải ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Càng cần phải ở trong nơi này, được bảo vệ mà không còn tìm thấy bạn nữa. Bạn được giấu ở trong Ngài, không còn nhìn thấy bạn nữa. Amen. Để kết thúc bài giảng ngày hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện mà tôi bị mafia lùng bắt. Tôi từ Ukraine tin Chúa, trở về Moscow học lại trường mỏ Moscow. Khi học trường mỏ như vậy, vừa về buổi tối hôm đó, hai thằng bạn ở cùng phòng tôi nói rằng: Hùng ơi, đi, mày phải đi. Bảo tại sao lại phải đi? Hai tuần trước chúng nó tìm mày, không thấy mày, chúng nó đánh bọn tao. Hãy đi đi. Tôi bảo không sao, bây giờ tao thay đổi rồi, tao không còn giống ngày xưa nữa. Nó bọn nó đến đây tao sẽ giải thích. Bởi vì thực sự lúc đó tôi không biết đi đâu nữa. Buổi tối ngày hôm đó ngủ rất là yên. Trưa ngày hôm sau vừa mới ăn cơm trưa xong, thấy tiếng gõ cửa bùm 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 bùm. Chúng tôi ở tầng thứ 16 của ốp trường mỏ Moscow. Thằng bạn cùng phòng ra nhìn vào cái mắt thần, chạy ra nói: Tao nói rồi Hùng ơi, tại sao mày ở đó làm gì? Chúng nó đến rồi. Tôi mới chạy ra nhìn qua cái mắt thần đó, thấy hai tên Ivan người Nga, đầu trọc lóc như tôi bây giờ vậy, mặc áo da đen đứng như vậy nhìn vào cái cửa, đợi mở cửa. Cái mắt thần của chúng tôi làm là nhìn cả sang bên này, nhìn cả sang bên kia. Và khi nhìn thấy một tên đã đứng chặn cầu thang máy, một tên đứng chặn ở đường thoát hiểm khi mà nhà cháy rồi, có nghĩa là bốn tên đã bao vây cái hành lang rồi, hai tên đứng trước cửa. Và tôi còn đúng một cái lối thoát, đó là mở cửa sổ từ tầng 16 đi. Khi tôi nhìn xong rồi, tôi đi vào trong phòng thì thấy hai thằng bạn tôi đã trùm chăn rồi. Chúng nó nghĩ rằng trùm chăn có thể thoát được bọn mafia. Thực sự trong hoàn cảnh đó không biết làm gì nữa. Bởi vậy cho nên bạn ơi, bạn có thể nói rằng bạn không cần Chúa Giêsu. Bạn sống như vậy là tốt rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, hãy sống tiếp tục đi. Tôi không ép bạn phải tin Chúa Giêsu, cũng chả nài nỉ bạn phải tin Chúa Giêsu cho tôi được vui. Nhưng sẽ có một ngày, hãy lắng nghe lời tôi nói, sẽ có một ngày bạn rơi trong hoàn cảnh lực bất tòng tâm. Sẽ có một ngày bạn rơi trong hoàn cảnh mà bạn phải ngước mắt lên trời than câu nói của Khổng Minh rằng: Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Bởi vậy cho nên hãy suy nghĩ về điều đó trước khi chưa muộn. Trong hoàn cảnh cả ba đứa chúng tôi lực bất tòng tâm, tôi còn đúng một cách. Mọi người biết cách gì không? Tôi quỳ gối xuống ngay trong phòng đó, trong lúc hai thằng Việt Nam kia trùm chăn để trốn ma phi. Tôi quỳ gối xuống và cầu nguyện. Vì lúc ấy hoặc là chết hoặc là sống, không còn cách nào, không có lựa chọn thứ ba nữa. Không có Thụy Sĩ ở đây, hoặc là chết hoặc là sống, chứ không có kiểu lờ nữa. Quỳ gối xuống mà nói: Giêsu ơi, ở Ukraine Ngài nói với con rằng trở về trường mỏ, Ngài sẽ cho con học lại. Bây giờ con về đây không phải để chết, xin chính Chúa hãy bảo vệ con.
cho hai người bạn Việt Nam này biết rằng Ngài là đấng sống và đấng có của con. Con không mở cửa thì chúng nó sẽ đập cửa vào. Bởi vậy cho nên con sẽ ra mở cửa. Ngài đi trước con đi sau Ngài. Bạn tin hay không tin đó là quyền của bạn. Còn tôi đang kể lại sự kiện xảy ra với tôi. Còn nếu như bạn tin, hãy sử dụng nó. Có thể tối nay, có thể ngày mai, điều mà đã xảy ra với tôi xảy ra y hệt với bạn. Mafia sẽ túm bạn, chủ nợ sẽ túm bạn và bắt bạn phải trả khoản tiền mà bạn đã trốn bao nhiêu ngày qua rồi. Thành ra hãy lắng nghe lời của tôi kể, không phải vô tình đâu, dành cho bạn đấy. Và tôi quỳ gối như vậy. Con mở cửa, Ngài đi trước, con đi sau. Tôi đi ra, cầu nguyện xong, đặt tay vào nắm đấm. Cái giờ phút đó giống như là nó kéo dài hàng thế kỷ vậy. Cầm tay nắm đấm, bên ngoài đập cửa bùm bùm bùm. Tôi vặn tay ra, đứng như vậy. Hai thằng và tôi, mặt chúng nó quen lắm. Mà tôi, chúng nó chắc là cũng quen. Nó đang tìm tôi mà. Mấy cặp mắt nhìn vào nhau, không ai nói câu nào. Chắc là khoảng nửa phút hay là bao nhiêu giây gì đó. Tôi hỏi, các anh cần gì? Cái thằng đó eager đó nhìn vào mặt tôi nói, hàng xóm có nhà không? Tôi nói rằng, ở đây làm gì có hàng xóm? Ở đây có chúng tôi ở đây thôi. Nó nói một câu tiếp theo rằng, xin lỗi, nhầm. Nó đi, nó hất tay một cái, hất cái mặt đầu cái, mấy thằng kia rút ra cầu thang, bấm máy. Tôi lùi một bước vào văn phòng, dập cái cửa, tựa lưng để cho không ngã, tựa lưng vào cửa, xíu. Đến bây giờ, đang đứng trước mặt anh chị em, sự kiện đã xảy ra hơn 20 năm qua, tôi vẫn chưa tìm câu trả lời cho câu hỏi. Thằng đó nhìn thấy ai mà lại nhầm? Mặt tôi đây, mày tìm tao mà lại nhầm. Ai đứng chắn giữa tôi với nó mà lại nói nhầm? Tôi không trả lời được. Chỉ có ngày khi gặp Ngài ở nơi đó, tôi sẽ hỏi Ngài, cái ngày đó Chúa ơi, ai đã đứng chắn giữa con với nó? Tôi đã ở đó tiếp 4 đến 5 tháng tại trường mỏ học tiếp. Cái nhóm người đó không một lần nào quay trở lại để tìm tôi nữa. Bạn ơi, hãy quay trở lại câu kinh thánh Thi Thiên 91. Hãy quay trở lại câu kinh thánh Thi Thiên 91. Bạn và tôi rất cần những thiên sứ bảo vệ. Bạn và tôi rất cần sự bảo vệ của Ngài trong hoàn cảnh khó khăn tại đây. Mỗi một lần bạn lùi xe ra, một chiếc xe vụt ngang qua đuôi của bạn. Dường như có một sự nhanh nhạy nào đó, bạn phanh két lại một chút thôi, chỉ gang tấc thôi, chỉ 1% cái nháy mắt thôi, ô tô của bạn đã bị đụng xe rồi. Thế mà dường như một sự siêu nhiên nào đã hất bạn. Để chúng ta kết thúc bài giảng hôm nay, chúng ta cùng nhau quay lại Thi Thiên 91. Cũng là bài Thi Thiên để kết thúc bài giảng. Tôi đọc cho mọi người nghe này. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là lên nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và là cái can của ngươi, lá chắn đó. Ngươi chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên trái ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi sẽ lấy mắt mình mà nhìn xem, sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở của mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo vệ gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, để cho chân ngươi không vấp nhầm hòn đá. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì ngươi chịu mến ta, nên ta sẽ giải cứu ngươi. Ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao, bởi vì ngươi biết danh ta. Ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời ngươi. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng ngươi,
giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Lời Chúa nói với ông An rằng, ta sẽ cho ngươi thỏa lòng sống lâu và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi của ta. Mặc dù chân của ông bị bệnh gút, nhưng ta sẽ cho ngươi thỏa lòng sống lâu. Không phải sống lâu nhá, mà còn thỏa lòng sống lâu. Bạn không phải sống lâu mà kêu la trên giường bệnh, mà thỏa lòng sống lâu. Hai cái khác nhau. Không phải cứ sống lâu là tốt phước đâu. Sống lâu mà trong cơn bạo bệnh đó còn kinh hoàng hơn là chết sớm. Nhưng thỏa lòng sống lâu khác với chỉ có sống lâu. Thỏa lòng có nghĩa là sống lâu trong niềm vui, sống lâu trong hạnh phúc, sống lâu trong sự thỏa mãn. Và nó phải được có điều kiện đầu tiên. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Kín đáo đó khi bạn được đầy và ngập ở trong Ngài. Khi bạn đầy và ngập ở trong Ngài. Bởi vậy cho nên báp têm Đức Thánh Linh một lần, nhưng đầy dẫy Ngài phải thường xuyên và liên tục. Ngày nào cũng đầy dẫy để được ngập liên tục ở trong Ngài. Amen. Mời chúng ta đứng dậy cầu nguyện nào. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.